Đây, cà phê ghép cành. Đợt này mưa gió nhiều quá. Mưa gió là nguyên một tháng luôn. Bữa nay mình mới quay lại. Một tháng chưa có thời gian để mình bỏ phân nữa nè. Cái này là phân chưa bỏ miếng phân nào nữa. Nó cà phê là mình ghép cành nó vậy đó. Mình ghép cành thì giờ nó đẹp, nó không có xấu. Cái vàng trái nó đẹp. Cái việc mình cắt xong nó ra, không? Cắt xong ở trong nó ra và mình ăn nó vậy thôi, nó cũng dễ không khó. Thường thường ghép cành nó lợi lắm, không có gì hết trơn á. Lợi về mấy bên cái thời gian mình làm việc khác, ít bẻ chồi, nó đẹp vậy đó, nó lên nó đẹp vậy, cái lượng trái nó có. Với mình ăn cái này xong rồi á là cái dàn cành ở trong nó ra nữa. Như mấy cành tơ này nè, mấy cành tơ này là nó ra nữa nè. Bây giờ mình ăn ở dưới nè. Như năm nay là mình hái trái này thì năm tới nữa nó ra cái cành này, nó ra cành này, nó ra cành mới. Có một anh nói có mấy cây quay, tại vì mình làm không kịp, tại vì mình làm là tới hai đám lận, hai đám thì mình thuê thì không có bằng mình tự mình làm đâu, chứ không phải mỗi lần mình thuê cái tiền bạc chịu không nổi, công cán gì nó lên rồi phân giá phân này cũng lên nữa, xăng cộ lên, giá phân lên, gì cái gì công làm nó cũng lên. Thì bây giờ mình làm nhiều á, như anh đó nói làm nhiều thì tính đi làm nhiều là cái tiền công ăn hết à. Anh nói là không có mấy cây quay mà mình quay là hướng dẫn cho kỹ thuật cho mấy anh mấy chú mấy bác làm, mấy anh mấy chú mấy bác mấy ông mấy cô mấy chị gì đó làm, chứ còn kêu mà mình làm số lượng lớn, làm số lượng lớn mà cái mình làm không sẽ, mình mướn công rồi phân này nọ làm dồn dập đi, như một mình đó, là quản lý là trong vòng một mẫu là ngon rồi. Một mẫu mình chia hai đám, một đám mít một đám sẻ. Đám sẻ là mình chơi ghép cành vậy nè, nó hiệu quả hơn. Một là về mấy bên chồi á thì nó đỡ hơn, giống như mình nguyên một tháng nay mưa quá nè, trái cũng ào ào, mà lý do là nó ra chồi nhiều quá, nó ra chồi nhiều quá bắt buộc phải đi bẻ. Còn ghép cành thì nó giảm thôi, nó cũng không có chồi nhiều, nó cỏ lên. Mà nay mình bỏ nguyên cả tháng mấy rồi, tại vì mình lo mình o cái đám bên kia, o cái đám mít bên kia thì mình phải thất thoát bên đây nó ghép ham nhiều quá là vừa hao công gì hay nọ, mình không có cần nhiều, còn một mẫu thôi là mà làm nhiều rồi được. Có cà phê mình hiện bây giờ đang chuẩn bị vô đợt mình bỏ phân cho nó rồi nè, hôm nay đang đi kéo phân với mưa nữa, bữa nay mới hơi nắng nắng thôi đó, hơi mưa nắng nắng rồi đó. Mưa mây đen nữa cũng kéo lại nữa nè, cỏ lên nè. Nó hạn chế là về xịt thuốc trừ cỏ, mình ít khi nào xịt trừ cỏ lắm, nó số phát là nhiều đó. Nó lên vậy là mình không có sợ là về cỏ đâu, coi vậy chứ lên đám rẫy mình coi rất rất đẹp. Không như cái này là chỉ còn mà xịt thuốc trừ cỏ là mấy cái cây này là xong rồi nè đó. Xịt thuốc trừ cỏ là mấy cây này xong rồi, bảo đảm luôn là chết liền. Còn mà mình để cỏ mình phát là chất lượng luôn, phát cái là phát cho nó sát nha, cho nó sát luôn, sát dưới đây luôn. Tại vì tháng này là tháng mưa nay cũng nguyên một tháng nay rồi, nguyên một tháng nay rồi mình không có thời gian mình quay, tại mình lo mình làm việc khác, bỏ phân bên kia này nọ, mình lo cái đời sống mình trước. Còn
mình giới thiệu cho mọi người với bà con cô bác rồi với anh chị này nọ là biết là về cái kỹ thuật mình thôi, chứ mình cũng nhờ kết cũng thua người ta nhiều. Nó ghép cành là nó loại như vậy nè, cái cây này lâu năm lắm rồi nè. Đó, cây này lâu năm lắm rồi nè, nó ghép thì nó ra vậy thôi. Đấy. Đó. Tại vì mình một mẫu đất mình chia ra một bên năm sào, bên kia năm sào, bên đây năm sào, thì mình việc làm thôi. Chứ có ghép cành thì mình chọn ra một mớ mình ghép, chứ còn bây giờ nói bỏ phân cũng hết bao nhiêu ngày rồi, xịt thuốc nữa chứ, xịt thuốc hết mấy ngày nữa. Có một mình làm, còn mình thuê á, thì tính thì thuê bây giờ nó cũng hết mấy trăm ngàn một ngày rồi. Rồi cái mà thuê cái vụ xịt thuốc nó giá nó cao lắm. Thì làm về cái gì như vậy nó mình phải tính. Chứ không phải là nghe cái bữa có mấy anh nhắn tin qua là nói có mấy cây quay đi quay lại, mấy cây mà kêu ủng hộ là sao, là cái đó mình chủ yếu là mình hướng dẫn là để cho bà con cô bác rồi anh chị cô rồi nọ biết thôi, chứ còn mình đâu có bằng nhiều người khác đâu. Mà mình biết cái kỹ thuật á, kỹ thuật ghép cành này nè hiệu quả hơn nè, cái kỹ thuật ghép cành này nè hiệu quả, thì mình họ phổ biến cho đó, mình phổ biến cho là để cho biết về mấy bên ghép cành thì nó hay hơn, nó hay hơn là ghép đọt, là mình hạn chế bớt là về mấy bên cái chồi lên mình bỏ bê được. Thí dụ mình bỏ một tháng được, một tháng thì ở dưới đây cái chồi này là một tháng rồi nè, nó lên bùm sùm rồi nè, nó bữa mình cũng bẻ rồi đó mà giờ lên bùm sùm, thì cái này mình bỏ một tháng thì cái gốc này nó nâu lên bao nhiêu đâu, gốc này gốc mít nè, đây đó mình bỏ một tháng nè, nó bây giờ nó mới hồi đâm 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 thôi, nó mới hồi đâm 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 thôi, cái này một tháng nè là nó mới hơi đâm chồi này thôi, thì mình bẻ nó dễ, đừng bỏ lâu quá thì nó hao phân mình thôi. Còn thằng cà phê mà ghép chồi á là một tháng một cái là nó nhóng lên lẻ lắm, tại vì cái ghép cành đó là nó che mù sương, nó che cái ánh nắng, cái chồi nó lên chậm. Rồi từ từ là mấy cái cây này nó cao lên, đợi nó cao lên cái mình mới ghép được. Còn cây này nó hơi thấp, cây thấp, cây nó thấp là mình phải đợi cao lên mình mới ghép. Đó, bên đây là lúc trước mình có nói là cái đám này đám phát nè, đám này là mình nói mình phát là để cỏ thôi, còn cái đám bên kia là bây giờ người ta bỏ, người ta trồng cây khác rồi, tại vì ta xịt thuốc quá, giờ người ta thấy bên mình làm rồi, bên mình làm thì người ta bắt bên kia bắt trước, là người ta giờ là phát cỏ chứ ít xịt thuốc, xịt thuốc nó làm cho cái nguồn đất. Xịt thuốc làm cho nguồn đất bị chai, cái phèn làm đất nó bị chai. Cái này là mình ghép cành, đó, cái này mình ghép cành, cái cành đi chưa xịt cũng kí hết rồi, luôn kí xịt đó, ghép cành đó, này mình ghép cành đó, này là gì đó, như cái này cây ghép cành nè, ghép cành được rồi ăn đó, giờ nó đang có trái nè, này 1/8, cây này cây 1/8, tại vì mình đó là hướng dẫn cho ông bà chú bác anh chị em này nọ biết á, là cái loại nào thì hiệu quả, chứ không phải là mình quay lên cái là có mấy cây quay hoài, nghe cái anh kia nói là mấy cây quay hoài là mình làm để bị thất bại xong rồi á, mà mình hướng dẫn mọi người là làm theo cái mô hình của mình. Mô hình mình nó là trái nó đạt,
nó trái nó đạt, chứ không phải đã trái mà nó không đạt. Tại ghép cành nó là nó ra dạng cành không à. Nó đỡ hao phân là một, nó đỡ hao phân nhiều lắm á. Như cái cây này là cây đợt rồi là có quay rồi nè. Cây này cây hái mà bữa trải dưới đây nè, nay nào nó trái to rồi nè, mà bây giờ chưa. Ít bữa nữa mình mới bỏ phân, mình phát cỏ xong mình mới bỏ. Đợt này mưa nhiều lắm, mưa mà cả một tháng nay luôn. Làm cà phê xong rồi mà ông mưa suốt liên tục, giờ đang chuyển mưa nữa nè, chuẩn bị ông ào tới nữa đó. Mọi người thì làm y vậy đó, ghép là hiệu quả lắm, ghép với chia làm hai cấp ra. Mình lựa cái nào mà thấy hiệu quả đó mình mới hướng dẫn cho mọi người thấy, chứ còn chứ nhiều người nói là có chút xíu một khuẩn xíu. Tại vì mình đang kêu bằng phổ biến là mấy cái này, tại mình có hái dưới mình mới phổ biến cho, chứ mà không mình không làm thì lấy phổ biến. Mình thu nhập là hiệu quả mình mới phổ biến. Giống như mấy cái cây này mình không tưới nè, đó mình không tưới thì nó phải là cái dàn lá nó phải là khác rồi, mình không tưới đó. Tại vì tháng nắng là không tưới là nó phải ảnh hưởng rồi. Cái trái thì nó vẫn trái nó vẫn bình thường, nó cũng chẳng có mất mát gì. Mà chính giữa này là mình phải là bỏ bớt, cũng vẫn làm xong mình mới bỏ phân. Tại vì đợt này chưa bỏ phân nữa nè, cái này mà bỏ phân thì nó xanh lại, nó phát lại thôi. Thì ai cũng làm cà phê ai cũng biết rồi đó, mình làm là hồi nào cũng vậy đó, thì hiệu quả mình mới phổ biến chứ. Như cái này là cao lắm nè, này quá cao nè, cái này mà cao hơn đầu mình nữa nè đó, nó cao cái kiểu này thì mình thấy không hiệu quả thì mình để xuống đây. Đây mình có để mấy cái chòi nè, mấy chòi này mấy chòi xe cua nè, mà mọi người nhớ là đừng nên để chòi này. Cái chòi á là lựa cho nó nằm ở bên ngoài, đừng nên để kiểu này. Để kiểu này được chứ không được, mà để kiểu này thì cái cây này phải cắt thấp xuống. Cây này phải cắt thấp xuống để cho chòi này nó ra cái dạng cành á, là nó không có bị chọt qua chọt lại. Chọt qua chọt lại giống như này nè, đó. Chọt qua chọt lại là như nó che cái kiểu này là khó nè. Là cái dạng tàm kia nó khó phát triển nè. Đó. Nên là mình để chòi dưới là nó thân nó không tưới. Cỏ không lên nữa rồi, chưa làm xong nữa. Có mình với thêm ông già nữa, có hai người thôi à kia mà làm mình làm lung tung hết trơn chứ đâu phải làm một thứ đâu đó. Mọi người là vậy đó. Đó mình bỏ nó một tháng nè, đó trái vẫn trái quá trời trái nè. Đó cái cây này lúc trước mình có nói nè, đó mình lo cà phê mít quá mình bỏ một tháng nè. Đó mọi người thấy sao, còn cái này là mình bẻ nè, cái này chồi lên nè đó. Rồi giờ mình không xuống mình bẻ chồi thôi. Chồi thì cây loại nào không có, mình bỏ lâu quá thì bắt buộc phải bẻ. Thì làm cây gì nó cũng phải bẻ chồi, mà cái cây loại này nữa, nó bẻ một lần thôi. Chồi nó vẫn ít hơn là cái thằng xẻ. Nó có chút xíu à. Đó. Nó vẫn đẹp như thường. Cái loại nào là mình thấy hiệu quả thì mình mới quay cho mọi người thấy. Cái này là hiệu quả nhất á. Chứ mà làm chi mà nhiều quá là không sể thuê mướn rồi. Tiền bạc không có rồi hồi đó lỗ nữa rồi, hồi tại sao lỗ? Làm là gì phải có lời. Cuộc sống làm phải có lời, ít nhiều phải có lời. Không có lời thì ai thèm làm.
có anh kia kia mà làm gì nhiều lên, nhiều lên thì anh phải biết đầu tư. Như cái này nè, mình anh làm anh phải biết đầu tư, anh phải biết là bỏ một phải lấy hai. Chứ anh không biết đầu tư thì anh bỏ tiền túi ra là làm thôi, để anh tiền túi anh ăn còn sướng hơn. Mà sợ này sợ kia thì nó làm chi mất công không? Có anh mà nói ít xỉu à mà quay lên thì mới làm ít, mới đầu ít thì từ từ mới có nhiều. Này mình bỏ này một tháng mưa quá, mưa quá là làm như này mình sẽ mới rảnh mình mới đi. Mưa tầm tã luôn, bây giờ bên kia chị chuyển đen cũng mưa nữa rồi.